Đài Loan là một trong số ít các quốc gia tổ chức hoạt động chào đón năm mới. Buổi live show đón năm mới của ca sĩ Trương Huệ Mùi tại Đài Đông thu hút hơn 70.000 người, trở thành đêm nhạc hội mừng năm mới có lượng người tham gia đông nhất tại Đài Loan. 3, 2, 1, màn pháo hoa tại tòa cao ốc 101 với tổng cộng 16.000 phát pháo kéo dài 300 giây. Chủ đề năm nay liên quan đến tình hình dịch bệnh nhằm gửi lời cảm ơn đến những người hùng phòng chống dịch. Chương trình tại Đài Đông được thay đổi trước đó một ngày với hình thức truyền hình trực tiếp không cho phép người dân vào tham gia. Thế nhưng những ca sĩ nổi tiếng như Happy, Tiêu Kính Đằng đều biểu diễn rất cuồng nhiệt và hấp dẫn. Bầu trời cao hùng rực rỡ với màn pháo hoa kéo dài 300 giây tại cảng biển có lịch sử hàng trăm năm. Tiết mục đặc sắc này được ví như tường thuật lại quá trình xây dựng cảng biển và như lời hứa hẹn cao hùng trải qua tròn 100 năm lịch sử sẽ tiến bước vào một tương lai tốt đẹp hơn. Tại Đài Nam cũng bắt được 3 người trốn ra ngoài trong thời gian cách ly kiểm dịch, gồm một người đi hát karaoke với bạn, một người trốn khỏi khách sạn cách ly bắt xe lên Đài Bắc và một người đang cách ly tại Cao Hùng lại chạy lên Đài Nam. Cả 3 người trên đều đã bị cảnh sát bắt giữ và cũng có thông tin cho biết tại Đài Bắc và Đào Viên đều có người đang trong thời gian tự quản lý sức khỏe nhưng lại lén ra ngoài tham gia mừng năm mới, đều sẽ bị phạt theo đúng luật định. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ thượng cờ ngày đầu năm 2021 tại phủ tổng thống hạn chế không cho người dân vào tham dự mà thay bằng truyền hình trực tiếp. Lễ thượng cờ với chủ đề 2021 Đài Loan luôn có bạn mở đầu bằng màn trình diễn quốc ca do lực lượng quân đội lĩnh sướng. Ngay sau đó, Tổng thống Thái Anh Văn có bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới. Cảm ơn mọi người đã góp phần giúp đời sống tại Đài Loan diễn ra bình thường. Đối với những tranh chấp quanh vấn đề nhập khẩu thịt lợn và thịt bò Mỹ từ tận đáy lòng, Tổng thống hy vọng người dân có thể cảm thông. Chỉ có Bắc Kinh đang chủ, có tâm hòa giải đối lập, cải thiện hai bên quan hệ, tại phù hợp đối đẳng tôn nghiêm của nguyên tắc hạ, chúng tôi nguyện cùng đồng chủ trì có ý nghĩa của đối thoại. Trong năm vừa qua, máy bay quân sự Trung Quốc nhiều lần quấy nhiễu. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết điều này làm tổn hại đến quan hệ giữa hai bờ eo biển, nhấn mạnh nếu chính quyền Bắc Kinh có thành ý hòa giải sẽ sẵn sàng thúc đẩy những cuộc đối thoại có ý nghĩa. Ngày 1 tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo công bố ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, bao gồm 2 thuyền viên trên 20 tuổi quốc tịch Indonesia nhập cảnh vào ngày 17 tháng 12 cho đến nay đều không có biểu hiện bệnh. Ngày 30 tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trước khi hết hạn cách ly, hôm nay cho ra kết quả dương tính. Đến nay đã có khoảng 10 thuyền viên Indonesia dương tính sau khi nhập cảnh. Ngoài ra còn có một người trở về từ Mỹ vào ngày 26, ngày 29 bị sốt và hôm nay được xác định nhiễm bệnh. Bên cạnh đó thu hút sự quan tâm của mọi người là ca thứ 2 mang biến thể mới của virus corona. K791 là du học sinh Đài Loan tại Anh về nước vào ngày 22, ngày 26 bắt đầu có biểu hiện bệnh. Sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính, Trung tâm Chỉ đạo nhấn mạnh không có mối lo ngại lây nhiễm cho cộng đồng. Trong khi đó, Ủy ban Y tế Thượng Hải công bố thông tin cho biết ngày 30 ghi nhận 6 ca nhiễm mới từ nước ngoài, trong đó có một ca bệnh nhập cảnh từ Đài Loan vào ngày 27 tháng 12. Ngày 1 tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo cho biết đó là trường hợp K552 nhiễm bệnh trước đó, xuất hiện tình trạng tái dương tính sau quá trình điều trị đào thải virus sau khi kết thúc thời gian điều trị tại Đài Loan hoàn toàn không có khả năng gây lây nhiễm, nên sẽ không khoanh vùng người tiếp xúc. Quỹ bảo hiểm y tế bị lỗ vốn trong nhiều năm, chiều ngày 31, Bộ Y tế và Phúc lợi công bố từ ngày 1 tháng 1 bắt đầu tăng mức thu phí bảo hiểm lên 5,17%, khiến cho phí bảo hiểm bổ sung cũng bị tăng theo lên 2,11%. Nhưng năm nay do dịch bệnh gây ảnh hưởng đến các ngành nghề, có ý kiến cho rằng Trung ương không thông cảm cho người dân. Ông Trần Thời Trung hứa rằng ít nhất trong vòng 2 năm tới sẽ không điều chỉnh tăng thêm phí bảo hiểm y tế. Ngày 1 tháng 1 bắt đầu thực hiện thu bảo hiểm y tế theo mức mới, người lao động bình quân mỗi tháng phải đóng thêm 63 đài tệ và khoảng trên 70% người lao động mỗi tháng phải đóng thêm dưới 70 đài tệ. Các mức lương đóng bảo hiểm là 24.000, 30.000, 70.000 và 180.000 đài tệ phải đóng bảo hiểm y tế lần lượt là 34, 44, 105 và 262 đài tệ.